Lập kỷ lục tại quả bóng vàng Việt Nam, Huỳnh Như được Lành FC tặng phần quà khổng lồ, trở thành huyền thoại. Không nằm ngoài dự đoán, Huỳnh Như tiếp tục trở thành cầu thủ nhận danh hiệu quả bóng vàng nữ Việt Nam 2022. Đây là lần thứ 5 liên tiếp tiền đạo 31 tuổi có được vinh dự này, qua đó chính thức vượt qua huyền thoại Đoàn Thị Kim Chi để trở thành cầu thủ nữ số 1 đạt danh hiệu quả bóng vàng nhiều nhất lịch sử. Chỉ ít phút sau, Huỳnh Như nhận được danh hiệu quả bóng vàng nữ Việt Nam. Fanpage chính thức của Lành FC đã đăng tải video được chuẩn bị rất chú đáo để chúc mừng tiền đạo 31 tuổi với thông điệp Huỳnh Như đã đạt danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam. Đây là lần thứ 5 cô ấy trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam. Huỳnh Như có lẽ là cầu thủ duy nhất của Lành FC có trải nghiệm đạt danh hiệu quả bóng vàng tại quốc gia của mình. Phần lớn, các cầu thủ của Lành FC mang quốc tịch Bồ Đào Nha và không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Huỳnh Như cũng là một cái tên duy nhất tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Sau khi nhận danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam, Huỳnh Như cũng đã có những lời nhắn gửi tới đồng đội Lành FC. Trước lễ trao giải diễn ra, các đồng đội tại Lành FC đã nhắn tin liên tục, xin đường link xem trực tiếp cũng như là nguyện vọng, cầu nguyện cho Như. Như gửi lời cảm ơn tới các thầy, đồng đội, ban huấn luyện cũng như là việc Như đã trải qua một năm tuyệt vời đưa đội tuyển nữ Việt Nam đến với World Cup vô địch SEA Games trên sân nhà. Tận dụng quãng thời gian nghỉ của giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha, Huỳnh Như quay trở về Việt Nam tham dự buổi lễ. Tuy nhiên, tiền đạo 31 tuổi sẽ sớm quay trở lại Lành vào ngày 5 tháng 3 sắp tới. Tại SEA Games 31, Huỳnh Như cùng với các cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ. Ở trận chung kết này, Huỳnh Như là cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu mang về chiến thắng đầy cảm xúc cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đáng chú ý, Huỳnh Như và đồng đội đã làm nên một kỳ tích đầu tiên trong lịch sử đội bóng đá Việt Nam giành vé tham dự một kỳ World Cup. Tại trận đấu lần lượt play-off cuối cùng của đội tuyển Đài Loan Trung Quốc do chịu ảnh hưởng của tâm lý lớn, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, Huỳnh Như đã có một trận đấu hay cùng với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tiếp đà thăng hoa của sự nghiệp tại Lành FC, Huỳnh Như trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp ở châu Âu, đồng thời được đánh giá là cầu thủ xuất ngoại thành công nhất từ trước tới nay. Tại đây, tiền đạo gốc Trà Vinh đã hòa nhập nhanh chóng đến ngạc nhiên. Cô đã thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng, gần như là trở thành chân sút chủ lực của Lành. Theo thống kê, Huỳnh Như thi đấu 16 trận cho Lành FC, đồng thời ghi được tổng cộng 6 bàn thắng, 3 kiến tạo. Trong trận đấu gần đây, Huỳnh Như đã đóng góp một bàn thắng với một pha sút phạt đẳng cấp đem về chiến thắng 2-1. Đây cũng chính là trận đấu ghi dấu ấn bàn thắng thứ 6 của Huỳnh Như. Theo đó, cô góp công lớn khi đưa Lành FC leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Nói về cầu thủ Huỳnh Như, ông Steffi Derby, chuyên gia bóng đá người Anh từng chia sẻ, Huỳnh Như đã có sự ổn định trên đất Bồ Đào Nha bởi đây là một cô gái tự tin và mạnh mẽ. Hơn nữa, cầu thủ này cũng đã có một hệ thống hỗ trợ xung quanh, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Được biết, Huỳnh Như đã ra sân thi đấu 84 trận và tổng cộng 62 bàn. Cùng câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh giành 7 chức vô địch quốc gia. Trước đó, Huỳnh Như đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng khác. Cầu thủ này vinh dự nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia nữ năm 2018-2019. Đội tuyển nữ Việt Nam đã đạt thành tích vô cùng ấn tượng khi liên tiếp đạt vua phá lưới giải bóng đá nữ với nhiều năm qua. Với một năm thi đấu thành công ở cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, không ngạc nhiên khi Huỳnh Như giành được danh hiệu quả bóng vàng 2022. Lần thứ 5 được vinh danh, nữ cầu thủ này đã chính thức xoáy ngôi chị Đoàn Thị Kim Chi để trở thành cầu thủ đạt nhiều quả bóng vàng nữ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Dù đã có rất nhiều thành công và những danh hiệu cao quý, Huỳnh Như biết điều này không ảnh hưởng tới động lực thi đấu của cô. Cá nhân Như nghĩ đến cái tên nào đã vào trong danh sách đề cử thì đều xứng đáng. Thực tế, tôi không nghĩ quá nhiều tới việc là chuyện kỷ lục, nhưng tôi tin rằng bất kỳ sự nỗ lực cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Đó là lý do tôi cố gắng không ngừng phát triển. Thật sự trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ nhận nhiều giải thưởng vinh quang như vậy. Đôi khi, nhìn lại cũng cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc. Dù vậy, đã có huy chương vàng SEA Games, 5 quả bóng vàng hay đã xuất ngoại thi đấu, nó không ảnh hưởng tới động lực phát triển của bản thân tôi. Tôi quan niệm người nào thỏa mãn, hài lòng vì bản thân thì tương lai có thể dễ dàng nhận thất bại. Chính vì vậy, khi đạt được một mục tiêu, tôi sẽ tiếp tục đề ra những mục tiêu khác hơn, luôn cho bản thân những tham vọng, ước mơ để nỗ lực phấn đấu. Vì vậy, dù nhiều người nghĩ tôi thành công tại câu lạc bộ Lành, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình đã thành công, cô cho biết. Đặc biệt, nói về tham vọng của mình thì cô cũng đã bật mí. Tham vọng của tôi tại câu lạc bộ Lành là cùng với đồng đội lọt vào top 4 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Tiếp theo là cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng thứ 4 liên tiếp tại SEA Games. Nếu làm được điều này thì đây sẽ là một kỷ lục. Một cột mốc mà các đội tuyển nữ khác trong khu vực, kể cả Thái Lan cũng khó có thể phá vỡ. Xa hơn nữa, tôi sẽ cùng đồng đội tham dự chung kết World Cup. Dù ở bảng đấu nào đi nữa, tôi cũng sẽ cùng với đồng đội. Chúng tôi tự tin, thi đấu và hướng tới một chiến thắng.
Sau những lượt trận playoff đầy căng thẳng và kịch tính, vòng chung kết World Cup nữ 2023 cũng đã xác định được đầy đủ 32 đội tuyển. Ở bảng E, nơi có sự xuất hiện của đội tuyển nữ Việt Nam, thì cái tên cuối cùng với Mỹ, Hà Lan được tiết lộ đó chính là Bồ Đào Nha. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Bồ Đào Nha tại vòng chung kết World Cup 2023 sẽ rất thú vị khi Huỳnh Như đang được chơi bóng ở quốc gia này và trở thành cầu thủ trụ cột của Lang FC. Tuy nhiên, tiền đạo 31 tuổi gần như chắc chắn là cái tên duy nhất của Lang FC có thể góp mặt ở World Cup. Lang FC từ lâu đã không thể đóng góp bất kỳ cầu thủ nào cho đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Khi đây cũng chỉ là một câu lạc bộ tầm trung của giải vô địch quốc gia nước này. Hiện tại, hơn nửa các cầu thủ của đội tuyển Bồ Đào Nha đang chơi cho Benfica, đội đang dẫn đầu giải với 13 trận toàn thắng. Trong đội hình của Lang FC hiện tại có 7 ngoại binh nhưng chỉ riêng Huỳnh Như là được gọi lên trên đội tuyển quốc gia. Ba cầu thủ người Mỹ đang thi đấu ở Lang FC hiện tại đang khá vô danh và hoàn toàn không có cửa để thi đấu. Hai tiền đạo người Brazil vẫn còn trẻ, vẫn chưa từng một lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Tương tự như thế trong trường hợp của tiền đạo người Đan Mạch Aronson, trong khi đó ngoại binh cuối cùng là Zini, người Phần Lan, nhưng quốc gia này không tham dự World Cup. Chính vì thế, Huỳnh Như sẽ trở thành cầu thủ duy nhất của Lang FC được hít thở bầu không khí World Cup nữ 2023 sắp tới. Hiện tại, Lang FC chỉ có hai cầu thủ trẻ thuộc đội U23 Bồ Đào Nha. Trường hợp của Huỳnh Như hiện tại khá giống với Quang Hải. Ở mỗi đợt tập trung FIFA Day, Quang Hải luôn là cái tên duy nhất của Pau được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.